con về rồi đấy. Về rồi đấy hả? Con nhớ lắm. Thôi. Giời ơi, giời ơi. Hôm nay về dỗ thầy chứ có phải là về dỗ U đâu mà khóc. Nít, U đã chết đâu mà khóc. Thì mình xem đấy, một năm có đúng một ngày dỗ thầy mình mới cho tôi về. Thì bây giờ về tôi gặp U thì phải khóc chứ. Đi đàn ông đàn an. Úi dồi. Này, dạ. Thế sao vợ chồng các con lội sông lội suối kiểu gì mà mồ hôi nó túa giả bẹn thế hả con? Kìa, U hỏi thì trả lời đi. Thì đã biết rồi con hỏi. Nước gì? Biết rồi con hỏi. U ơi, nước tiểu đấy U ạ. À. Thế à? Vâng. Tiểu, mà sao cái thằng này nó lại thế nhỉ? Ôi dồi. Ôi. Nó lại mặc cái kiểu gì đấy? Phải rõ nhỉ cái thằng này. Sao mày mặc váy U U? Thì nhà con không cho con mang quần áo đâu mà con chả thể mặc váy U U. Thế ở nhà nó có thế không? Có U ạ. À. Mà con khổ lắm. Cứ sáng bảnh mắt ra là buộc con nó cứ khai úm lên, khai mù lên. Thế nhà có trẻ con thì khai là chuyện bình thường chứ sao hả con? Ôi, U không biết được đâu, U phải hỏi con của U ạ. À. Con của U điêu lắm ạ. À. Lần đầu tiên mích ra giường nhá, thì lại đổ cho thằng tí. Thế lần thứ hai thì lại dí thằng con. Em mà lần thứ ba ngủ một mình mà cũng mích ra đấy, thì không có lấy ai để mà dí vào được. Thế nên là nó mới lòi ra. Ôi giời ơi, cái chuyện này thì chữa được con ạ. À. Cách gì ạ? Chữa theo mẹo dân gian. Cứ ra bà hàng thịt, mua lấy đôi quả thận, ăn vài hôm là tiệt luôn. Con làm hết rồi U ạ. À, tuần nào mà trả hai thận ba kê, nào là kê gà, kê dê, kê lợn, thậm chí cả kê giường. Mà đến kê giường thì lại hỏng. Kê giường là thế nào? Thì là mĩnh ra đấy đi U ạ. Kê giường thẳng thế sao thế hả con? Mày đoảng. Mà khổ con lắm U ạ. Rõ ràng đêm hôm qua ấy, con đã ra bộ chuối. Con rất là cẩn thận rồi, đâu vào đấy rồi, thế mà sáng nay thế nào nó lại ấm ướt ở đấy. Thì đấy, đây này nó cũng bảo là đấy, rõ ràng là đêm hôm qua là nó ra bụi chuối rồi. Thế mà sáng nay lại vẫn thấy nằm ở giường, lại thấy ấm ẩm ướt ướt đúng không? Thế là con mơ rồi con ạ. À. Là gì ạ? Ui, không có cái giấc mơ nào nó lại giống cái giấc mơ này. Còn cứ mơ giàu sang phú quý thì nó lại cứ nghèo cứ hèn. Mơ đi tiểu thì nó lại tà thật. Khổ lắm U ạ. Đi. Đấy, con không biết đâu. U tính thế nào thì tính. Mà bây giờ cứ tè ra xong là đổ hết cho người này người khác như thế là thầy con trả về cho U đấy. Không cho ở rẻ nữa đâu. Thôi được rồi, U xin. Bây giờ này nhá, các con đi vào thắp hương cho thầy đi. Xong rồi ra đây rồi U tính. Bây giờ lại đổ đốn thế nhỉ? Mà chữa đay dầm thì thầy nào nhỉ? Ôi dồi ôi. Này, đứng dậy. Đi ra đằng sau. Khẽ cái mồm thôi. Chỗ của tôi chứ. Ôi dồi ôi, U ơi, U dẫn con đến cái chỗ nào mà đi cả buổi trời, mỏi hết cả chân, đấm vào vai đây này. Chỗ gì đây? Ôi dồi. Thầy lang vẩu ạ. Vẩu thì kiểu gì cũng vâu rồi. Mà vâu ấy là cắm đất mà ăn thôi, chứ chữa chạy cái gì được ạ. Khẽ cái mồm thôi. Không biết thì im mồm, biết thì thưa thớt, không biết thì tựa cột mà nghe. Có nghe không? Vâng ạ. Thầy lang vẩu là một thầy lang đóng, có nghe không? Mà lại còn một nhà phong thủy nữa. Mày khe khẽ cái mồm thôi, chứ thầy nghe thấy thầy điên lên, thầy sai âm binh ra thầy giật cho một phát thì méo mồm đấy. Còn chả tin. Mày có biết con là ông Lý Toét đến kia không? Chỉ vì sang đây ăn nói lung tung mà thầy đã sai âm binh ra thầy giật một phát, méo mồm bên phải, méo mồm bên trái. Cầu cúng mãi mới khỏi đấy. Đừng có tưởng. Con chả tin. Bán bộ. Dạ.
Chào thầy ạ. Dạ mong thầy tha lỗi, con dại cái mang. Dạ các cháu nó nhỡ mồm thì mong thầy ra tay cứu vớt ạ. Chữa bệnh ấy là phải có tâm. Dạ vâng ạ. Có tâm phải có lòng tin. Dạ vâng ạ. Thì mới chữa được. Vâng vâng vâng. Không có lòng tin, Viền. Ơ dạ dạ chết dạ mong thầy ra tay cứu vớt. Dạ các cháu nó lỡ mồm. Dạ thầy mà không cứu thì đúng là không biết nhờ vả vào ai hết ạ. Ừ. Được rồi. Để mặt bà mẹ của hai đứa. Vâng. Tôi bỏ qua chuyện này. Vâng. Bởi vì nhìn mặt bà cũng phúc hậu. Dạ. Ờ. Dạ. Được rồi, tôi nhận chữa. À vâng vâng vâng. Vâng. Dạ, có ngay đây ạ. Dạ, đây ạ. Thế này ấy thì tâm chưa vững, mà tâm chưa vững ấy thì không có an. À dạ vâng ạ, con hiểu rồi ạ. Tâm phải có vững ạ. Đúng rồi. Vâng, thế đây leng keng rồi đấy ạ. Ừ. Đủ chưa ạ? Đủ rồi. Vâng ạ. Tức là tâm có vững rồi. Dạ. Nhá. Dạ. Con bệnh đâu? Dạ cháu đây ạ. Thằng đứng này là con bệnh hả? Dạ vâng ạ. Con ngồi này không phải là con bệnh. Dạ không ạ. Con này không phải bệnh nhân, không phải người bệnh. Đứng dậy. Thằng kia có bệnh, ngồi xuống. Mình cho tôi ngồi nhé. Kia. Ngồi đi. Trời. Con bệnh này ấy, thận hư tỳ thối, đầu gối lung lay, hai tay run rẩy, thế thôi. Ui giời ơi, thế mà cũng đòi chữa bệnh, ăn bao nhiêu tiền của thiên hạ. Ui. Này, thật hư tỳ thối nên tối đái dầm, đúng không? Ơ, sao thầy biết ạ? Thế mới gọi là thầy chứ. Dạ, thế trong sự con nhờ thầy ạ. Thế sao ban nãy không tin? À, nhưng mà bây giờ con tin rồi à. Thế có chữa không? Dạ chữa chứ ạ. Nhưng mà này, chữa cái bệnh này ấy, là sẽ có phản ứng phụ đấy. Dạ không sao hết ạ. Phản ứng như thế nào con cũng chấp nhận. Nghĩa là chồng con khỏi được cái bệnh đái dầm. Chứ không thì nhà con khai lắm ạ. Còn hết bao nhiêu thì bu con chịu ạ. À. Như vậy là quyết. Ôi trời. Ôi ui 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 cứu con ui. Dạ không phải đái dầm mà là mộng du đánh người ạ. Ôi trời. 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 Ông định làm gì? Ông định làm gì tôi? Ôi trời. Đứng lại nhá. Tất cả là tại ông thầy Lang. Rồi, ngày mai mình phải sang nhà ông thầy Lang. Mình sẽ xử lý ông ấy. Đành này. Ngày mai. Đành. Ngày mai tôi sẽ sang nhà ông. Tôi xử lý ông cho bằng được. Nhá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thế Lan đâu rồi? Thế Lan đâu rồi? Thế Lan ơi! À, thầy đây rồi. Này, tôi hỏi cô, đây là cái chợ mà cô thích vào đây cô kêu ầm gọi loạn lên hả? Đây, thầy nhìn đi. Thầy nhìn xem đây là cái gì? Sao? Ai đánh cô? Thì con bệnh của thầy chứ còn ai nữa. Ừ là tôi đồng ý là hết đái dầm. Nhưng mà bây giờ mặt tôi lại bị như thế này, tôi không chấp nhận được. Cái việc đấy tôi đã nói rồi, cái phản ứng phụ là phải chịu. Thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Chính cô đã đồng ý chữa khỏi đái dầm và chấp nhận phản ứng phụ còn gì nữa. Thầy... Thầy nhớ mặt tôi đấy. Úi giời. Úi giời. Về rồi à thầy?
Về rồi. May quá. Ngồi xuống đây. Xin cảm ơn thầy. May có thầy ra tay cứu chữa. Chứ không thì con này nó ghê lắm. Thằng này nhà tôi có bao giờ nó bị đái dầm đâu. Chẳng qua là cái con phù thủy này nó ghê gớm quá. Nó cứ o ép thằng này. Thế là sợ, thế là đái dầm thôi. Ừ. Chứ làm gì có bệnh đái dầm. Tôi nuôi nó từ nhỏ tôi biết chứ. Nó không đái dầm bao giờ đâu. Thì tôi đã nói rồi. Đấy, tôi đã bảo có phản ứng phụ mà. Vâng. Chắc không? Đấy, chẳng qua là cái con phù thủy đây này. Thằng này nào nó cũng quá. Thầy, thầy làm sao? Thầy làm sao? Thầy đau cổ. À, đâu làm gì cũng... Thầy có biết không, cái con phù thủy này nó ghê lắm. Đã mấy lần rồi, nhưng mà giờ thầy cao tay cứu giúp. Đêm nào thằng này nó cũng giả vờ nó mê, nó tát cho sưng mặt lên. Thế là thôi. Thì vâng, thế thì chăm sự nhờ thầy, cũng may có thầy giúp đỡ. Cho nên là đây ạ, dạ mẹ con tôi xin biếu thầy một đồng. Thôi đủ rồi, cầm lấy mà lo việc đằng sau. Dạ không có sau trước gì cả. Dạ mong thầy cầm lấy ạ. Tôi bảo cầm lấy mà lo việc đằng sau. Dạ không, em đã bảo là không có sau trước gì cả. Miễn làm sao là thầy ra tay cứu vớt. Thầy cứ cho cái bài thuốc đến đêm nào má nó cũng bị ăn tát vài phát như thế là nó chừa hẳn thôi. Chứ ai đái dầm đâu mà. Chẳng qua là cái con phù thủy nó ghê gớm. Đây, dạ thầy cầm lấy đi ạ. Tôi đã bảo cầm về mà lo việc đằng sau. Đằng sau là... Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Thầy nói đúng rồi đấy U ạ. U có nói gì đâu. Có nói gì đâu. Từ nãy giờ có nói gì đâu. Dạ, con phù thủy này cũng cảm ơn U. Dạ đội ơn thầy ạ. Còn chồng ấy, ngày hôm nay nhá, lành thì làm gáo. Ôi dồi ôi. Mà vỡ thì làm môi. Ông thích múa quạt đúng không? Hôm nay tôi cho ông biết thế nào là thôi. Đây là nhà tôi nhá. Mà tôi nói cho cô biết, cô là phụ nữ, cô vừa vừa thôi. Cô mà như thế bị đánh như phải. Là vợ chồng má ấp vai kề, phải thương yêu nhau. Cô phải biết quý trọng yêu thương gia đình nhà chồng như gia đình nhà mình. Truyền thống người phụ nữ mình là thùy mị, nết na, công, dung, ngôn, hạnh. Có như vậy, gia đình mới hạnh phúc. Có đúng không? Dạ vâng ạ. Nó hiểu rồi đấy. À dạ vâng. Này, mình ơi, mình hiểu rồi đúng không? Vâng. Ủa? Em hiểu cho mình rồi. Cảm ơn mình nhiều lắm. Tôi hạnh phúc lắm. Dạ, con đội ơn thầy ạ. Con cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà nhà con bây giờ thương yêu con hơn. Con sung sướng quá. Bây giờ cho con xin phép được thay quần ạ. Hả? Ôi giời ơi. Trong ra nhẹ tay đã thấy hành ra lá hành. Chồng thì ấm xót đã đành. Ấn mạnh tay xuống cũng đành đỡ thêm. Dạ thầy ạ. Con chào thầy ạ. Dạ hôm nay vợ chồng con đến đây là nhờ thầy bắt bệnh cho vợ chồng con à. Cậu mợ đi khám bệnh hả? Dạ. Nào dạ. Đưa thầy coi. Đây đây ạ. Đúng rồi. Đây mà nị. Đấy. Có hậu sản, có thai được gì đâu. À, vâng, con đâu có đi khám thai. À, không thai. Vâng. Đúng quá. À, mà con cũng không có bệnh gì luôn. À. Người đấy khám bệnh là chồng con, à, không phải con. À. Vào đi khám đi. Sao tự nhiên anh này á? Vâng. Sao tự nhiên lại bắt tôi đi khám? Tôi có bệnh gì đâu. Dạ, thưa thầy ạ, chắc vợ con nhầm đấy ạ. Con hoàn toàn khỏe mạnh, có bệnh gì đâu. Đi về. Không. Khoan đã. Khác. Nhà là phải có nóng. Ngồi vào. Nhanh lên. Ngồi đây. Thầy khám cho. Không có bệnh gì đúng không thầy? Chết. Sao lại chết? Sắp đi. Ôi đấy. Anh. Tỳ hư thận
thối. Ôi giời. Phù thủng. Ôi giời. Bụng trướng lên đầy nước. Hay đi đái đêm, có đúng không? Ôi được. Đúng rồi. Thầy bắt bệnh đúng quá. Chồng con nhá là hôm nào cũng đái dầm. Trời ơi giời. Cứ sáng ngủ dậy là thấy một bãi nước to đùng ở dưới gầm giường. Khổ quá đi cái này. Người ta nói đúng còn gì nữa. Mà này, không phải đi đái nhiều mà là đái dầm à? Dạ vâng ạ. Dạ thưa thầy, vợ con nó không biết bằng con đâu. Thưa thầy là thế này, con thì hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt rất là bình thường. Nhưng mà khổ nỗi là con hay bị cái bệnh là nó cứ làm sao? Mơ nhầm. Tức là con hoàn toàn trong giấc ngủ là con vẫn nghĩ là mình ra bụi chuối đái. Thế nhưng mà cứ tỉnh dậy thì mới phát hiện ra là mình đái trên giường ạ. Chết rồi. Nó cũng thi thoảng thôi chứ không đều đâu ạ. Chết rồi. Ngoài bệnh đái dầm, anh lại còn mắc cái chứng mộng du. Ôi trời. Cho nên anh cứ nghĩ rằng anh đang ở bụi chuối. Dạ vâng, đúng nhưng rồi. Nhưng đâu phải anh đang ở trên giường. Ui. Đúng không? Dạ đúng ạ. Thế thầy ơi, cái bệnh này có chữa được không hả thầy? Theo thầy biết ý, mà sách đã dạy rồi, cái bệnh này nó thường là ở bẩm sinh, trẻ con mới lớn. Còn cái này của chuối nó thành mãn tính rồi. Ôi trời. Nó đã biến chứng rồi. Ôi trời. Biến chứng thành ngũ hành hậu sản rồi. Không, thầy nói là cái hậu giai đoạn cuối rồi. Ôi, dạ, vâng. Cho nên phải chữa ngay, chữa ngay. Thầy ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Thầy cho con cái thang thuốc nào mà chữa được cái bệnh đái dầm, chữa được cái bệnh cái hậu sản là thầy. Không. Tiểu nhiều thôi. Gọi là tiểu nhiều. Hậu đi tiểu đấy. Hậu đi tiểu. Thũng thận. Hư dương. Đúng. Nói chung là cái bệnh mà cứ thầy cứ chữa cho con, miễn làm sao là khỏi bệnh là được. Nhất là cái bệnh đái dầm thầy ạ. Khó đấy. Khó ạ. Mà cũng nặng đấy. Nhưng yên tâm. Bệnh nặng đã có thuốc tiên. Đến với thầy là sẽ ra vấn đề. Dạ vâng, vâng. Quan trọng là con khỏi bệnh thôi ạ. Vâng vâng. Nhưng dạ. Nói thật này. Dạ. Chú bị cái bệnh ấy, trông cô ấy cứ mần mẩn thế kia, bị bệnh là đúng rồi. thầy chữa cho con khỏi cái bệnh đái dầm là được. Khỏi ngay. Dạ vâng. 3 tháng. Dạ vâng. Cũng như là 3 keo mèo mở mắt. Dạ vâng ạ. Xin cô chú 6 trinh. Dạ vâng. Dạ, bao nhiêu tiền cũng được ạ. 6 trinh như 60 trinh con cũng phải chữa thầy ạ. Vợ con trẻ đẹp như thế này mà không chữa thì cái thằng khác nó hưởng rồi. À đây, dạ, thầy 6 trinh ạ. Dạ. Thầy xin. Con xin thuốc ạ. Từ từ, để thầy dặn nhé. Dạ. Thuốc này ý, mỗi 1 thang. Vâng. 3 bát nước. Vâng. Sắc lên 1. Dạ. Uống mỗi ngày 2 lần. Dạ vâng ạ. Được chưa? Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn thầy. Con nhớ như in lời thầy dặn rồi ạ. Nhưng mà thầy ơi, thầy cho con hỏi là uống hết 3 thang này liệu có khỏi hẳn cái bệnh đái dầm không ạ? Khỏi chứ. Dạ khỏi ạ. Khỏi hẳn. Khỏi. Nhưng mà này. Dạ. Tuy rằng khỏi. Vâng. Nhưng nó sẽ chuyển sang bệnh khác. Vì cậu ấy có tiền sử là bệnh mộng du. Cho nên phải chữa tiếp mộng du. Này, tôi hỏi cậu, thế cậu có chữa bệnh mộng du không? Mình ơi, chữa đái dầm này có chữa luôn mộng du không? Tùy mình. Nhưng mà thôi, dạ thưa thầy, con chỉ chữa đái dầm thôi ạ. Còn bệnh mộng du thì mình về mình tự chữa. Dạ, con xin thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ.
Mà đánh vợ ông à? Đánh vợ ông, đánh vợ ông, đánh vợ ông, không đánh, đánh. Mình. Thế hóa ra là mộng du à? Không được rồi. Ngày mai mình phải sang thầy lang để bảo thầy chữa cái bệnh mộng du của chồng được. Thôi, thế mình ngủ ngon nhé. Trời sinh ra tôi nó vốn thế. Ôi. Tất cả lại do quả thận cho mình ơi. Như mà, nào? Đêm nào tôi đi uống rượu về, tôi cũng nhớ là lúc đi tiểu tiện là tôi toàn ra bụi chuối đi đấy chứ. Bụi chuối à? Vâng. Bụi chuối thế tại sao sáng ra lại có vũng nước ở dưới gầm giường à? Mà người tôi cũng ướt hết rồi đây này. Mình ơi, tất cả tại quả thận thôi, mình thông cảm. Thế là bây giờ ông đã chừa chưa? Tôi chừa rồi. Tôi xin hứa với mình là nốt hôm nay thôi. Nốt hôm nay? Nốt hôm qua thôi, còn từ giờ trở đi tôi hứa là tôi sẽ không đái tè dầm ra giường nữa. Còn gì nữa? Hết rồi. Thế là bây giờ ông là cứ thích đi uống rượu thoải mái như thế à? Mình ơi, tôi xin hứa, xin thề với mình là tôi nhớ rằng trong tuần này ở trong làng ta không có cái đám rỗ đám ma nào cả. Thì cả tuần này tôi sẽ không uống rượu nữa. Đúng rồi, ông ấy thì nói hay lắm. Đúng là nói thì như rồng cuốn, uống như rồng leo, còn làm ấy thì như mèo mù. Tôi xin thề là tôi nói như rồng cuốn, uống như rồng leo, mà làm thì như rồng lượn. Im. Nghe tôi nói đây này. Bây giờ ấy, tôi đi lên chợ tỉnh. Việc của ông ở nhà là làm gì? Ông giặt rũ chăn chiếu, rồi cái rác giường ấy ông tháo ra mang ra sân phơi, chứ không thì nó khai lắm rồi. Ông nhớ chưa? Nhớ. Tôi vừa dạy vợ. Quả trời đất, thật à? Ừ. Ôi trời, sáng sớm này ra đang ngủ. Dạ. Nó lại cái lèo nhèo là muốn lên chợ tỉnh. Mua cái khăn. Mua cái áo mới. Tôi điên tiết ở dưới đây cái que này. Tôi oánh nó một trận. Xin rối rít. Ôi trời trời. Tôi không tiếc tiền. Dạ. Nhưng mà nhà là có nề nếp gia phong của nó. Dạ, dạ. Phụ nữ là hay quá tay lắm, cho nên là các cụ dạy rồi. Dạ. Tiêu pha nó phải dè sẻn. À dạ. Ăn uống ấy không là do cái miệng. À dạ, dạ. Đấy, dạ. Dạy vợ từ thuở còn thơ. Dạ. Dạy con từ thuở bơ vơ mới về. Đấy là mình cứ phải làm đúng được các cụ dạy, hiểu chưa? À dạ, dạ. Riêng về cái vấn đề này là em phải học hỏi bác nhiều này. Dạ. Này. Dạ. Tôi nói cho chú biết nhá. Dạ.
mình là thằng đàn ông. Dạ, mình là cụ chột trong gia đình, là mình phải cầm chắc. À, bác cụ nhà mình, là em nhớ ngày xưa cụ nhà mình còn sống là còn hai mắt là nhìn sáng cả, chứ có chột mắt nào đâu mà bảo cụ chột là như nào. À, thầy tôi có chột đâu, thầy tôi sáng mắt mà. Nhưng bác cứ bảo là cụ chột lại. À, cụ chột tức là trụ cột. Thâm nhỏ, thâm nhỏ. Dạ, dạ, dạ. Ôi sao đấy, sao đấy? À, rắn mà cái bác cứ nói về cái vấn đề dài vờ đó, tự nhiên em là thấy đau bụng chứ ạ. Chết. À, to em... Nhanh lên. Nhưng mà này. Dạ. Này. Tôi nói thật nhé. Dạ. Là tôi thấy lạ đấy. Là rắn ạ. Sao mỗi lần chú sang đây chú nói chuyện với tôi một lúc là chú lại nhờ là sao nhỉ? Nhờ là nhờ cái gì ạ? Nhờ đau bụng đấy. À, có lẽ là em có cái duyên với cả cái nhà sĩ nha bác. Hay quá nhỉ. Dạ. Hàng xóm này có cái duyên với cái nhà sĩ. Dạ. Thôi mà thôi ông đi đi. Dạ, ông đi xả cái duyên ra đi. Dạ, em vô gặp em duyên nghe. Dạ. Khoan hết ở đây thì chết giỏ tôi. Ôi trời ơi duyên ơi. Mình ơi, tôi xin lỗi mình vào giặt, nhưng mà bây giờ tôi không có thời gian tôi giặt. Mình ơi, tôi hứa với mình là nốt hôm qua tôi đáy dầm thôi, còn từ giờ tôi sẽ không đáy dầm nữa mình ơi. Mình cho mình về sớm đi mình ơi. Hay quá! Cái thằng nào vừa đáy dầm ở trong nhà xí kia? Tôi có đáy đâu, tôi chỉ đáy ra chiếu thôi. Rồi mình ơi, tôi xin mình, tôi hứa là cả tuần này tôi sẽ không uống rượu nữa mình ơi. Sao nhiều lông thế? Ê, chột cụ. Tưởng bác à rắn. Chột cụ trụ cột của bác là đấy à? Ôi trời này, bác chỉ được cái nồi phẹt là giỏi thôi. Rồi ấy, tưởng bác à rắn. Là cái chi hay? Là chột cụ trụ cột của gia đình. Rồi cái chi dạy con từ thuở con thơ, dạy vợ từ thuở bữa vớ mới về. Này, bác chỉ được cái nồi phẹt là giỏi thôi. Nha. Trời, tưởng à rắn. Này. Dạ. Từ giờ đừng có sang đây đi nhà xí nhờ nữa nhá. Ôi trời bác ơi, cái này là cái duyên không bao giờ cắt được nha. Duyên. Ông bên này. Dạ. Sao lại mặc quần áo của vợ tôi? Thì mượn. Ôi. Sang đi nhà xí nhờ đấy. Mượn cả quần áo của vợ mình. Ôi trời ơi, đứa nào lại đái ra cổng thế này? Thằng này láo nhỉ. Mày lại còn định bêu diếu ông chứ, cái chuyện đái dầm cho hàng xóm đang giềng này, cả cái làng cái tổng này biết à, mà chờ đấy nhá. Ôi giời ơi, không hiểu nó đái cái kiểu gì mà vẩy rồng vẩy phượng lên đây cổng thế này. Mày vẩy phượng này, cái thằng cuốn này hàng xóm đang giềng mà mày bêu diếu ông à, bêu diếu ông đái. Ai đánh mày? Cửa cửa cửa. Ai, sao ông lại đánh tôi? Không phải tôi muốn đánh. Và tại cái thằng xóm thằng ất khốn nạn ấy, nó, tôi tưởng là nó đái ra đây rồi nó bêu diếu tôi, đái dầm với hàng xóm đang giềng. Im. Này nhá, tôi biết ông là cái loại người như thế nào rồi nhá. Ông lấy lý do là thằng ất đái ở đây là để ông đánh tôi. Thực ra là ông muốn đánh tôi từ lâu lắm rồi, ông lấy lý do này đúng không? Không. Đứng lại. Rồi. Mình ơi, tôi xin mình lại. Mình ơi. Đứng lại. Đúng rồi. Mình ơi. Mình ra cho tôi. Mình ơi. Chó chết. Chó chưa cái tôi á, người ta đã nói là không uống được rượu rồi, cứ ép người ta uống ha. Cả cái tôi tham ăn tục uống nữa, ăn hết phần người khác ấy. À đúng rồi, cả cái tôi nói phẹt nữa. Trù cột. Khai rồi bây. Ôi trời, đúng là mùi của mình có khác thật. Cái ấp, đứng dậy. Chúng con chào thầy ạ. Cái ấp, ngồi xuống. Nhỏ, câu ấy là của thầy. Dạ vâng. Bây giờ thầy sẽ điểm danh
Lê Thị Lúa. Có ạ. Trần Thị Khoai. Có ạ. Lê Thị Nữ. Có ạ. Nhỏ. Dạ. Đứng dậy. Thế tại sao thầy điểm danh Lê Thị Nữ mà nhỏ lại có? Dạ, bạn nữ đi Trân Châu ạ. Con điểm danh hộ bà ấy ạ. Lại đây. Đưa tay ra nào. Thầy đánh nhẹ thôi nhé. Em là nam hay là nữ? Em là nam. Vậy mà điểm danh nữ em có. Và bây giờ em nói là thầy đánh nhẹ thôi nhé, cũng giọng nữ. Thẳng bàn tay ra. Một. Hai. Ba. Con có thấy đau tay không? Dạ có ạ. Thế bận sau chừa nhá. Dạ vâng. Về chỗ. Các con nhớ cái tấm gương này để mà rút kinh nghiệm nhá. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc học lại bài cũ. Tất cả tập trung. Nghe thầy đọc trước. Nồi đồng nấu ốc. Nồi đồng nấu ốc. Nồi đất nấu ếch. Nồi đất nấu ếch. Ốc đồng ếch đất. Ốc đồng ếch đất. Nấu tất một nồi. Nấu tất một nồi. Tốt. Các em học rất tốt. Bây giờ thầy sẽ dạy bài mới nhé. Vâng ạ. Đánh giá. Đánh giá cái thằng. Dạ. Thầy ạ. Là kia thầy cho con con lượt ạ. Nhân. Dạ. Đứng lên đây. Dạ. Xin phép thầy vào lớp. Dạ. Nhưng mà thầy đã cho vào đâu? Con thấy thầy im lặng, con tưởng im lặng tức là đồng ý. Thầy hỏi. Dạ. Đi muộn lần thứ mấy trong tuần? Dạ. Một. Lần thứ mấy? Hai ạ. Lần thứ mấy? Dạ thứ là ba. Thế tóm lại là tất cả bao nhiêu lần? Dạ 6 lần ạ. Một tuần học mấy buổi? Dạ thưa thầy là 6 buổi ạ. Đấy các con thấy không? Một tuần học có 6 buổi mà nhớn là đi muộn cả 6 buổi. Đưa tay lên đây. Thầy đánh nhẹ thôi thầy nhá. Nhẹ thì làm sao mà nhớ được. Các con đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái gì? Thôi. Không có cảm giác gì à? Dạ. Đau quá tê tay không còn cảm giác đúng không? Dạ. Nhớn thì tê tay không còn cảm giác. Còn nhỏ thì mồm trơn quá cũng không có cảm giác. Thầy đã vụt đâu mà 7? Đã bảo là 6 rồi mà còn 7. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi à. Con về chỗ. Dạ, con đổi hơn thầy. Bây giờ cả lớp sẽ chuyển sang bài học mới. Lúa nếp là lúa nếp làng. Đúng không? Nhớn. Dạ. Đứng dậy. Dạ. Trong lớp không tập trung nghe giảng. Dạ. Lại còn mất trật tự. Ôm vào cột. Dạ. Vừa nói gì thì nhắc lại 10 lần cho thầy. Dạ. Ra cột. Dạ. Đã đến muộn rồi lại còn mất trật tự. Đọc 10 lần cái câu mà vừa mất trật tự ấy. Dạ. Thầy dạy khó hiểu quá, 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 thầy dạy. Thôi. Dạ. Con đọc được mấy lần rồi? Dạ con nói nhớ thầy ạ. Thế thầy không bảo thôi thì con đọc đến tối à? Dạ thì
con đọc thừa nhiều rồi, đọc dạ. lại cho nó nhớ đủ 10 lần. 10 lại. Dạ. Thầy dạy khó hiểu quá 1, thầy dạy có khó hiểu quá 2, thầy dạy khó hiểu quá 3, thầy dạy khó hiểu quá 4, thầy dạy khó hiểu quá 5, thầy dạy khó hiểu quá 6, thầy dạy khó hiểu quá 7, thầy dạy khó hiểu quá 8, thầy dạy khó hiểu quá 9, thầy dạy khó hiểu quá đủ rồi ạ. Dạ. Ừ. Đủ rồi phải không? Dạ. Bây giờ con về chỗ. Dạ. Ừ. Nhớ là không được mất trật tự, không được nói chuyện riêng nữa nhá. Dạ con nhớ ừ. rồi ạ. Cả lớp nhớ chưa? Dạ, dạ. Học là phải tập trung mới hiểu được bài. Cả lớp đã nghe rõ chưa? Dạ, vâng ạ. Được ạ. Tại sao lại không thể nói được? Ôm vào cột. Con nhắc đi nhắc lại 100 lần để cho con nhớ cái câu mà con vừa mất trật tự ấy. Con nói đi. Con không nói được ạ. Tại sao không dám nói? Nói. Nói. Quần thầy bị thủng đít. Hả? Quần thầy bị thủng đít. Quần thầy bị thủng đít. Thôi. Cười cái gì? Nhỏ ra đây. Thấy quần của thầy thủng đít thì phải bảo thầy chứ. Dạ thưa thầy, đây là chuyện tế nhị, không được nói to ạ, phải nói thầm ạ. Nói thầm thì phải nói thầm với thầy chứ. À, thôi, không nói nữa. Chuyện này là tế nhị rồi, con đã nói thầm rồi, thầy cứ bắt nói to. Quần của thầy thủng đít, 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 quần của thầy thủng đít. Này, gì? Lúc này ấy, là Mi nói với tao là Mi có một câu thân chú, rược rược câu thân chú mố. Đây, quần của thầy thủng đít. Hả? Thầy vào thay quần, thế hai đêm Mi không bị phạt nữa. Ha. Ô, xuống nắng rồi. Khách sắp đến rồi. Mình ơi. Mình ơi. Dạ. Ô, thịt cơm nước đến đâu rồi? Vâng, cơm canh cũng sắp xong rồi mình ạ. À, chuẩn bị chu đáo nhá. Vâng, vâng. Cụ Hương, cụ Lý sang giờ đấy. Dạ vâng, em biết rồi, mình yên tâm. Thằng Tiếu đâu? Thằng Tiếu đâu? Mày mang cái dạ mày ra đây. Nghe thầy dặn này. Vâng. Tí nữa khách đến, người ta ngồi xôi cơm ở đây thì phải nhanh mồm nhanh miệng mà chào hỏi, nghe rõ chưa? Vâng. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng, liệu mà gắp, nghe chưa? Này, cụ Lý là cụ khó tính, phải mời sớm, nghe chưa? Vâng. Còn cụ Hương, cụ Điếc thì phải mời to lên, nghe chưa? Vâng. Đi ra ngoài đi. Đón khách, chào từ cổng. Mời cụ Lý vào đây ạ. À. À. Dạ. Ôi trời, cái thằng này. Cụ ạ. Dạo này nó mau mồm mau miệng quá nhỉ. Dạ. Cháu dạy chỗ đàng hoàng, cháu nó cũng mau mồm mau miệng cụ ạ. Dạ, kính cụ, mời cụ ngồi ạ. À. Cụ ngồi hả? Vâng. Cụ ngồi giữa này gì? Dạ vâng, kính cụ, kính cụ. Đúng cụ rồi. Vâng. Cụ Lý cứ phải ngồi giữa thôi. Dạ. Tiểu. Dạ. Còn đứng đấy à? Ra cổng xem có khách thì rước vào nhanh. Vâng ạ. Dạ. Ông mời cụ vào đây ạ. Dạ bẩm cụ Hương ạ. À. Dạ kính chú mời cụ ngồi chuẩn bị sơi cơm ạ. À. Cái này chuẩn bị mời cụ ngồi chuẩn bị sơi cơm ạ. Mạ. Thế mạ thì ở nhà người làm nó gặt rồi. Ôi giời ơi. Đánh chén thôi. Dạ vâng. À, mời cụ tọa. Điếc lòi, điếc tọi. Nói là gì cho mệt người. Dạ vâng. Cái lão lít lắc này. Lão chơi khăm ta hả? Ngồi xuống đây. Đây là chỗ của tôi. À, ngồi xuống lão à? Ừ.
Thôi được rồi, đã thế, ta về. Cụ. Ôi, cụ bất giận, Nhà con chỉ có một chỗ thôi. Cụ Lý đến sớm, cụ Lý ngồi. Cụ ngồi cạnh đây, tí có phó câu. Cái gì? Lâu á? Lâu thôi, ta về. Cụ cứ ngồi đây. Tí có phao câu. Con để cụ cái phao câu. Được. Thế thì được. cụ ngồi. Ta ngồi đây được. Cụ vẹo ngồi cẩn thận. Nghe. Tiêu. Dạ. Con vào cầm rượu với lạc ra cho thầy. Dạ vâng ạ. Dạ. Kính cụ Lý, cụ Hương. Hai cụ chờ con dọn mâm lên này mời các cụ sơ cơm ạ. Dạ thưa cụ Lý, thưa cụ Hương, hôm nay cũng là ngày giỗ cụ tổ, con có làm mâm cơm, thắp hương các cụ, kính mời hai cụ sang chung vui chén rượu nhạt ạ. Cái gì đâu. Dạ, Tếu ơi, mang rượu với lạc ra đây cho thầy. Thâm thoát đã đúng một năm. Dạ. Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ, ta lại có thịt gà, cá xôi. Dạ. Thưa cụ, vợ con hôm nay nó hơi đoảng, luộc con gà nó lòng đào, cho nên là đang luộc lại cho nó chín kỹ ạ. Không sao, lòng đào ăn cũng tốt chứ sao. Dạ. Mình ơi. Dạ. Bế cơm lên đi. Vâng, em đây ạ. Dạ. Con chào cụ Lý, con chào cụ Hương ạ. Thịnh soạn quá nhỉ. Cơm canh xong cả rồi. Con mời các cụ xơi cơm ạ. Dạ, con mời cụ ạ. Rồi. Con mời hai cụ ăn ạ. Để cụ gấp hộ. Con cảm ơn ạ. Kiểu con nó ăn thịt gà nó không được, nó tanh mồm lên miệng các cụ nhỉ. Này, Tiêu. Dạ. Vào nhà lấy hoa quả cho các cụ tráng miệng. Nhanh. Vâng. Mình ơi. Dạ. Dọn mâm. Dạ. Ôi giời. Dạ, sao đấy? Dạ, con xin lỗi cụ ạ. Dạ, con chúa đây ạ. Mình để em. Đi đứng phải cẩn thận chứ nhỉ. Dạ, con xin lỗi ạ. Con mời cụ ăn ạ. Ơ kia. Cô đi khéo lại ngã kìa. Ê, cẩn thận lại ngã mình ơi. Cẩn thận nhá. Dạ. Đoạn quá đấy. Dạ. À, con mời các cụ xây chuối. À, hả? Lấy rồi hả? Ăn rồi chứ gì? Thế thì ngồi ngáp ruồi nó. Con hai quả tôi biết không? Con xin cụ ạ. Không phải tôi. Không phải cụ, mà có bã cụ ơi. Nhầm to rồi. Quả chuối, nãy cho để bên cạnh mà. Chả tin. Chả tin quả chuối mà. Đừng có đổ oan cho cháu. Ê, cụ đừng, cụ ơi. Của thằng này đấy. Không phải, nó bảo vậy đổ oan cho cháu làm gì đây này. Ôi trời ơi. Đây là của con đấy cụ ạ.
Hả? Ôi, mình ơi, ra xem con thế nào. Nó ị cả ra đây rồi. Ôi, ôi. Ê, cái thằng cha này, bôi bôi cái gì đây? U đã kéo bao nhiêu lần rồi hả? Buồn thì phải nói với U. Dồi, bằng sáo bằng gậy rồi mà lại còn cứ tè dầm với ị đùn thế này. Dạ, con xin lỗi các cụ ạ. Đi gì mà kia? Wow. Đây là của nó. Ôi, ôi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Bể nước chỗ nào? Ngoài cổng. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bà con làng xóm láng giềng ơi. Cụ Lý cụ Điên cố lại còn ăn cả phân. Ôi. Đáng đời chưa? Đi ăn cỗ lại còn đòi mang phần về. Ô, lô, ô. Mưa gió thế này mà cứ loay hoay loay hoay. Giặt quần áo cho ông chưa? Ủa rồi, con cứ tưởng việc gì. Quần áo á, đấy là việc hàng ngày của con làm rồi không ạ? Ừ. Mà ông ơi, con nói thật nhá, ông ăn bẩn lắm. Cái gì? À, ý là con nói quần áo của ông ấy khiếp, mỗi một lần giặt quần áo cho ông á là con cứ rã hết cả cánh tay ra ấy. Mà ông ạ, cái nước đầu tiên con giặt á, nó cứ đen kíp đi, như là nước rãnh ý ông ạ. Này, mày ngậm ngay cái mồm mày lại nhé. Đây là chẳng qua là ông tiết kiệm nước, hai nữa là ông giữ sức khỏe cho mày ấy. Ngày nào mày cũng giặt thế thì có ốm xác mà ra hả? Ăn mới chả nói. Bây giờ định đi đâu? À, con đi rửa bát không ạ? Cái gì? Ông đã ăn đâu mà rửa bát? Chả là lúc trưa nay ấy, ông ăn sạch quá, bát đũa cứ sáng bóng lên. Con lại tưởng là ông rửa rồi. Thế nên bây giờ con đi rửa lại đi ông ạ. Này, lại bắt đầu có cái kiểu ăn nói xỏ nói xiên đấy. Vớ vả vớ vẩn. Ừ, đi rửa bát đi. Dạ vâng ạ. Đứng lại. Dạ. Dạ, con mang cho anh Tuất ạ. Cái gì? Ông ơi. Đưa đây. Ông ơi, tội nghiệp anh Tuất lắm. Anh ấy làm cả ngày, anh ấy không có gì ăn, anh ấy đói. Con mang cho anh ấy một tí thôi, ông cho con mang nhá. Giàu lòng thương người nhé. Này cơm ông này, ơi. Này Tuất này. Ông ơi. Mày ngu nó vừa vừa thế nhá. Bao nhiêu người mà mày không thương, đi thương cái thằng Tuất. Ông nói luôn nhá. Cái con chó này nhà ông nhà mà nó biết nói tiếng người ấy, nó còn khôn hơn cái thằng Tuất ấy. Ờ. Nhá. Ờ cái gì? Đi rửa bát đấy. Dạ vâng ạ. Sến ơi. Có vét được cái gì không? Không. Hả? Chẳng vét được gì cả. Sến có phần cho Tuất một ít đồ ăn thừa. Nhưng mà ông phát hiện ra, ông mời Bạch Công Tử ăn rồi. Mời Bạch Công Tử ăn à? Ừ. Mà này, ông còn bảo nhá, nếu như mà Bạch Công Tử mà biết nói á, là ông không thuê Tuất đâu. Cái gì? Ông bảo là nếu như Bạch Công Tử biết nói, ừ. Ông không thuê Tuất. Ừ. Được. Để xem ông thuê ai. Con mời ông xây cơm. Ừ. Ôi à. Có xây cơm không? Được. Dạ. Thiếu. Thiếu cái gì ạ? Thịt. Ơ. Này, ông nói cho mày nghe nhá. Lúc thái thịt ông đếm rõ ràng là 13 miếng nhá. Bây giờ còn có 11. Giời, ông quên à? Ông không nhớ cái lúc mà con đang kho thịt ấy. Ông chả bốc hai miếng, một miếng á, ông đút vào mồm ông, một miếng á, ông chả đút cho Bạch Công Tử đấy còn gì, ông quên à? Ừ nhỉ, thế mà ông không nhớ ra. Thôi nhá. Ê, thôi, được cái giỏi cãi. À.
ông ơi gấp lắm rồi ông ơi con xin bẩm ông một chuyện như thế này ông ạ. Này à, dạ lúc ông đang ăn cơm nhá, dạ mày không được phép bẩm báo vào cái giờ này nhá. Dạ nhưng tại sao mày không chờ ông ăn uống cho nó ngon miệng xong rồi mày hắn bẩm báo? Dạ thưa ông, nhưng chuyện này hệ trọng lắm ạ. Chuyện này nó liên quan đến Bạch công tử nhà mình ông ạ. Nếu như mà con không bẩm với ông mà cơ hội nó tuột mất thì Bạch công tử vẫn chỉ là Bạch công tử thôi ông ạ. Thế nó không phải là Bạch công tử thì nó là cái gì? Dạ thưa ông, nếu như mà nó có duyên ý thì nó sẽ thành Nhân công tử ạ. Nhân công tử? Thế là thế nào? Mà nó ông chả hiểu gì cả. Dạ thưa ông, con nghe người ta ở làng trên xóm dưới, người ta đồn rằng ở trên thôn thượng ông ạ, mới đón được một cao nhân, râu tóc bạc phơ, râu dài thế này này. Mà ông ta tu luyện ở trên đỉnh núi Tây Quân Lĩnh. Ông ta suốt mấy trăm năm, ông ta chỉ ăn cái sâm gọi là sâm Ngọc Đinh. Cho nên là ông ta thần thông biến hóa, quảng đại vô cùng ông ạ. Mà đặc biệt nhá, là ông ta hiểu được tiếng một thú vật, mà ông ta dạy được thú vật nói tiếng người ông ạ. Chính vì thế con nghe tin này con phải về bẩm báo với ông ngay. Nếu như ông cho Bạch công tử nhà mình đi gặp cao nhân, biết đâu Bạch công tử nhà mình lại biết nói tiếng người. Dạy được Bạch công tử nói tiếng người? Dạ vâng ạ. Hay, ôi tốt quá. Thế này con, dạ. con nhanh chóng con đưa Bạch công tử đi luôn đi. Dạ vâng ông ơi, thế con bế Bạch công tử đi luôn ông nhá. Ừ. Nhưng mà ông ơi, thế con tiền có tốn kém lắm không? Ông ơi, chắc chắn là tốn kém chứ. Ông thử nghĩ mà xem, Bạch công tử đang là một con chó mà lại trở thành một người bạn, mà lại một người bạn của ông, biết nói tiếng người, biết tâm sự chia sẻ. Ông ơi, chắc chắn như là phải vài lạng bạc đây. Chó mà thế nào mà dạy thành người được thì vâng. Đúng là cao nhân ấy giỏi thật. Vâng. Nói tóm lại là tốn kém là với ông là không phải nghĩ. Dạ. Biết làm sao Bạch công tử nói được tiếng người để mà chăm sóc ông nhiều. Dạ vâng ạ. Đây này, ông cứ đưa cho mày tất cả nhá. Dạ. Mày cầm đi, hết bao nhiêu thì trong đó thì mày mang về cho ông. Dạ vâng. Đưa ngay đi, không nhớ được cao nhân để lên núi con thì mất cơ hội đấy. Dạ vâng, thì con đi luôn ông nhá. Ừ. Vâng, con đi luôn đi. Ừ. Ôi giời ơi, thế nào mà lại có một cao nhân đi giỏi đến như thế nhỉ? Từ con chó lại biến thành con người được. À, đúng rồi, nếu vậy thì chắc chắn cao nhân này có thể từ con người biến được thành con chó. Được không? Có thằng chết với ông. Bạch công tử. Bạch công tử ơi, không biết giờ này Bạch công tử đã thành người chưa? Mà sao mấy hôm nay không thấy Bạch công tử về? Tôi nhớ Bạch công tử quá. Ông ơi! Bạch công tử đâu? Ông ơi, đừng bạch như thế. Có việc này con phải báo với ông ngay ông ạ. Việc gì? Nó liên quan đến bạch công tử. Tôi chết. Bạch công tử có làm sao không? Ông ơi, hiện tại thì Bạch công tử vẫn khỏe. À. Và tin nữa là Bạch công tử đã nói được tiếng người ông ạ. Ôi thế à? Dạ vâng. Thế mong mau đưa Bạch công tử về đi, ông nhớ Bạch công tử. Ông ơi, ông từ khi Bạch công tử nói được tiếng người thì cao nhân lại đặt cho Bạch công tử cái tên mới là Cẩu công tử. Ô thế lúc đó là chó thì nó là Bạch. Vâng. Mà lúc đó là người thì nó lại là Cẩu. Dạ vâng. À. Bởi vì cao nhân bảo là khi là Bạch công tử thì Bạch công tử lại rất có tính người. Thế nhưng khi mà nói được tiếng người thì cái tính người nó mất đi, nó lại trở về tính chó, nên gọi là Cẩu công tử ạ. Thế là thế nào? Ông ơi, cái đấy không đáng lo. Cái đáng lo hơn ấy là khi Cẩu công tử nói được tiếng người rồi thì Cẩu công tử lại kể hết chuyện của ông cho cao nhân nghe. Nó kể thế nào? Cẩu công tử kể với cả cao nhân là ông ăn cắp của dân như thế nào, ông ăn cướp của dân như thế nào, ông áp bức của dân như thế nào, ông giấu tiền của dân ở chỗ nào. Ôi ông ơi, Cẩu công tử kể nhiều tội của ông lắm. Chết rồi. Nhưng mà Bạch công tử
Vốn dĩ từ trước đến nay rất quý ông mà. Ừ, thế nhưng mà từ khi nói đến tiếng người thì cái tính chó nó lại trỗi dậy ạ. Thôi chết rồi, thế bây giờ theo con thì phải làm thế nào? Ông ơi, con trộm nghĩ thế này, hay là con đưa ông đến gặp cao nhân, cao nhân sẽ biến ông thành chó. Cái gì? Ông lại phạt cho mày một cái bây giờ. Ông đường đường chính chính như thế này mà mày bảo ông thành chó thì còn nói chuyện cái gì? Nhưng mà ông biến thành chó thì mới thoát được tội. Cần gì mà ông phải thành chó mới thoát tội? Ông ơi, hay là con có ý này. Nếu như cái đấy không được thì bây giờ chỉ có cách là cầu công tử. Con nói có lý. Có lý ạ. Thế này thì bắt buộc ông đành phải cho Bạch công tử, bây giờ gọi là cẩu công tử. Vâng. Cắn củ giềng. Ý của ông là cho cẩu công tử cắn củ giềng. Đúng. Cười cái gì? Đi đi. Dạ vâng, con đi. Sen ơi, Sen ăn đi. Tất ăn đi. Sen ăn trước đi. Tất ăn trước đi. Để Tuất gắp cho Sen nhé. Sao? Phải nói là Tuất ướp giềng thơm thế. Sen ơi, phải công nhận rằng bì của cẩu công tử giòn thật. Đào ơi, Đào. Dạ. Mang cái dạ ra đây con. Dạ, thầy gọi gì con ạ? Con gái rượu ngồi đây. Vâng. Con gái rượu ngồi xuống đi. Dạ. Hôm nay thầy có nhờ với con thế này. Dạ. Thôi thì đây là lần cuối. Vì thầy, vì gia đình, cho nên là mình mới tổ chức kén rể. Thầy. Sao? Con còn trẻ, mà con có đến nỗi nào đâu. Thầy có nhất quyết hết lần này đến lần khác bắt con đi lấy chồng là sao hả thầy? Tôi tổ chức để tìm một chàng rể hiền, mà nó phải ở gần gần đây này. Có bát rau cần nó còn mang cho được mỗi một con gái. Bây giờ đi lấy chồng xa nữa thì tôi cái thân già còn quá một mình à. Thế thì thôi, con không lấy chồng nữa, con ở với thầy thôi. Không được, cái lẽ tự nhiên là không thể trái được. Mà lạ nhỉ, từ sáng đến giờ mà chửa thấy cái thằng nào mà nó vào nó kén. Đấy, chó, con có nghe thấy không? Chó sủa. Ôi là chó, chó ôi là chó, không chó, chó, chó. Này, tiên sư con chó nhá, đừng để tao điên lên tao ra tao cấu chết mà đấy. Này, nhà có con chó thì phải xích vào chứ. Cứ thả rông như thế thì con chó nó vào nó kén rể à? Mời cậu an tọa. Mặc thầy. Chẳng hay cậu đây có thể cho biết quý danh. Mùi. Tên là? Anh ấy bảo anh ấy tên là Mùi thầy ạ. Cậu là Mùi. Có đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Nó là đực hay cái? Thấy, nhìn anh ấy vai rộng như thế kia, chắc chắn là nam rồi mà. Này! Hả? Nói xấu con này đấy hả? Không ạ. Không nói xấu mà cứ thì thà thì thụt. Con này tai không điếc đâu nhá. Thế nào? Thế có kén rể nữa không? Dạ, xin thưa, chắc là cậu tuổi Mùi phải không ạ? Chính xác. Con nhà tôi nó tuổi Ngọ. Mùi Ngọ. Thân Dậu là tứ hành xung. Cậu thì được đủ đường đủ nhẽ. Nhưng thầy bảo là cấm tuổi Mùi. Đè. Thế là đùa à? Thế này không được chọn à? Không. Ôi trời ơi. Thế là đùa cợt à? Tình cảm, nhân phẩm, danh dự của người ta mà ta chà đạp à hả? Này. Có phải là đang đùa Mùi đấy không hả? Không phải đang đùa Mùi đấy đâu. Ôi trời ơi. Thở nhẹ. Này nhá. Hết sức bình tĩnh. Đây cũng không cần đâu. Đây chỉ vào đây để thử cho vui thôi. Đi về.
cậu ngồi lại nhà nhá. Hại não quá. Ok thầy. Trời, từ sáng đến giờ mãi mới có một người đến, thầy lại đuổi anh ấy đi. Cái giống này lại cái còn ạ. Lấy về không được, không được, không được. Trời. Không được. Hả? Lại chó, lại chó. À, ai ngoài đấy mời vào đi. Chào cậu. An tỏa. Thấy chưa? Thư sinh, đoan trang, phong độ, rõ công tử con nhà giàu. Dạ. Thưa cậu. Dạ, xin phép được hỏi cậu, tư gia cậu ở đâu ạ? À, xóm Đông. Thế là gần đấy. Dạ. Thế nào cũng được bát rau cần. Dạ. Còn quý ông bà thân sinh ra cậu còn đủ cả hay là chết rồi ạ? Hiểu, hiểu. Vỗ tay hoan hỉ thế này là vẫn còn sống. À. Nhà có phước lắm, có phước lắm. À. Thấy chưa? Người ta phong cách như thế, người ta kiệm lời như thế, bao giờ vợ chồng cãi nhau được? Chẳng hay rằng công tử đây có muốn làm rể nhà này không ạ? Mình về bắn cung, cưỡi ngựa phi châu. Thầy nó khóc hay nó cười đây? Cũng không biết ạ. Thằng này. Thôi, thầy. Dạ, thưa cậu, hôm nay cũng muộn rồi, thì mong cậu để cho hôm khác. Cậu sang đây, cậu rước em nó về bắn cung, cưỡi ngựa, phi châu. Kìa thầy. Con để thầy vái sống nữa mà cái. Thầy, ôi giời ơi. Con thấy cũng được mà. Kiệm lời, phong độ, hào hoa, phong nhã, thư sinh. Mày nhại lại thầy phải không? Lấy cái loại này về, hại não. Hả? Ơ kìa. Này, 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 này. Sao lại vào được đến đây mà không có chó sủa à? Chết rồi. Sao nó chết? Ngày nào chả đá mấy con. Không đá lấy hàng đâu ra mà bán. À, vào việc luôn nhỉ? Có nhà kén rể của ông nhỉ? À, ở đây gì? Ôi, về về. Thôi cưới xin ở đây luôn. Cậu, cậu, luôn. Cậu, xin xin xin. Không, không, anh nhẹ, nhẹ, nhẹ tay. Xin, xin, cậu, cậu cứ ngồi xuống. Cậu cứ an tọa, thư thả cho tôi thưa câu chuyện. Trình bày đi. Trình bày với cậu thế này. Đây là con em, nó mang nước ra cho tôi thôi. Còn cập kê là con chị nữa cơ. Thầy ơi, chị nào ạ? À, à, thế chửi con chửi cái không? Thế chửi không? Không, tôi có chửi đâu. Con chị nó mà tôi kén rể hôm nay thì hôm nay cháu nó lại khó ở, nó nằm ở trong buồng, thế xin cậu thư thư cho ít bữa nữa. Thế có nghĩa là không kén rể đúng không? Hả? Không kén rể đúng không? Có nhưng mà xin cậu thư thư cho ít bữa. Ông đừng có đùa nhá, cẩn thận kẻo giống con vừa đi đá ngoài kia đấy, biết chưa? Nghĩ cho kỹ vào. Muốn gì chó? Dạ không ạ. Tưởng thích ăn mai mang sang cho hai con. Nhớ đấy. Về đây. Ông mà còn trẻ nhá, cái ngữ văn mũi chưa sạch này thì chết ông ấy. Này thì kén rẻ này. Hại não.
Thầy, thầy bớt giận ạ. Úi giời ơi. Ôi, này rồi. Ôi dồi ôi, làm sao? Thế tình hình thế nào rồi? Ừ? Bình thường lại đi xem nào. Bình thường. Ôi ôi, mạnh mẽ quá, thế này mới là đàn ông chứ. Bảo bao lần rồi. Hẹn đâu hẹn? Hẹn trước ngành cổng làng như này đứng. Gọn ông đái ông cái rồi. Ôi trời ơi, sợ quá. Thôi, bình thường lại đi. Ôi, được làm lại chính mình thật là thoải mái quá đi. Nào, tôi xem hôm nay mặt mũi là sao không? Này nhá, bôi bao nhiêu đất sét vào đây này này, bao nhiêu bùn vào đây đây này, hỏng hết cả làn da rồi đây này. Trời ơi, quá, đáng yêu lắm luôn ý. Cố gắng lắm luôn đấy nhá. Cực kỳ đạt luôn đấy nhá. Này, này, thích không thích không? Thích, thích, thích. Em quá ưng luôn đấy nhá. Cũng giật mình về tự bản chính bản thân mình. Thôi, bình thường đi. Trả tiền đi. Muộn rồi. Đây, tiền là có. Có tiền cho các anh đây. Đây, của anh. Nào. Đây, của anh. Rồi, đây. Thôi, đừng cầm hết cho. Nào, đừng có tham. Đã thỏa thuận với nhau rồi. Nào, đưa tay đây. Nào. Không phải muốn gồng được ngay đâu đấy. Rồi, này. Hôm nay cái tuồng mà các anh diễn ấy, thầy em tin lắm. Chắc là bây giờ thầy em không bao giờ cho em đi lấy chồng nữa luôn ấy. Xem tuồng này á. Hại não lắm.